Hello các ông cháu đây, các đệ tử chú vẫn đang miệt mài cắt tóc đây. Đây là Khương Tử Nha nhé, Barber Khương Tử Nha đến từ Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đấy. Còn đây là Barber Ngô Bí đến từ Long Biên, dân giang hồ Long Biên giờ về làm hành nghề cắt tóc nhá. Đấy, các ông cháu mà muốn đến thì gặp các đây toàn giang hồ đây, giang hồ Quỳnh Phụ này. Còn đây là giang hồ Lâm Lập này, ngõ chợ Khâm Thiên. Đấy, đang cắt tóc một kéo. Ông cháu là mà cắt thì sang luôn nhá, chú vẫn đang đứng ngồi chơi thôi. Ông cháu mà sang cắt tóc là chú lại phải vận hành. Đấy. Các đệ tử vẫn mua như quạt luôn. Được chưa? Đấy. Săn dê mình là người thói ẩn giang hồ rồi cháu chưa? Đây ông cháu này đang làm quả sẹo. Đây là giang hồ Hải Phòng xuống chú cắt tóc này. Ông cháu với biểu cảm giang hồ Hải Phòng xuống Hà Nội cắt tóc thấy thế nào? Được chú ơi. Được luôn à, ông Hoàng Phúc luôn à? Vâng. Nhưng mà ông cháu lại chuẩn bị sang chú rồi, ông lại sang bên Đức rồi, chán lắm. Thế bao giờ chú cháu mình gặp lại nhau cắt tóc tiếp nhỉ ông cháu nhỉ? Ok chú ơi. Hả? Thế bao giờ? Bao giờ? Bao giờ chắc hết mùa hoa chuối. Ok, hết mùa hoa chuối về chú cháu mình lại gặp nhau cắt tóc tiếp nhá. Ok chú ơi. Ok luôn ông cháu ơi. Rồi. Ôi Lâm Lập cắt từ từ thôi ông cháu nhá.